Chơi gì trong Mini World 2.0? Đối chiến với mô hình 3D hoàn toàn mới. Gameplay chân thực hơn bao giờ hết. Tương tác vật lý với môi trường như thế này, chắc chắn bạn chưa nhìn qua. Mọi thứ đều có thể phá hủy. Parkour level thần thánh với mô hình và cơ chế vật lý mới. Thậm chí có thể tùy chỉnh màn chơi. Bạn cũng có thể nhập vai khủng long, tự lo sinh tồn và tiến hóa. Và còn rất nhiều mini game và các cơ chế mới chưa từng xuất hiện trong Mini World. Hãy sẵn sàng update thôi các bạn ơi.